đi. Hàng Halloween vừa đẹp, vừa đẹp ơi. Rất là đẹp luôn nhá. Làm giá đấy. Có ai mua không? Có rất nhiều kẹo Halloween đẹp đây. Rất là ngon luôn. Ai mua hàng Halloween đi. Có rất nhiều kẹo ngon đây. Kẹo Halloween, kẹo Halloween. Anh mua không? Ôi, hai bạn trẻ vào đây, vào đây. Wow, cũng có nhiều đồ Halloween quá. Đúng rồi. Có kẹo. Kẹo con ma. Kẹo Halloween này. Đúng rồi, kẹo rất là rẻ luôn mà. Có kẹo vị táo với cả vị cam. Có 3 cái. Wow. Có kẹo Hubba này. 3 vị luôn. Mua đi, mua đi. Chị cũng thích, chị mua luôn. Yeah. Mua cho hề đi. Như cái này ạ. Mua đi. Có cả mấy cái phô mai. Có hình mì ngô này. Chị ơi, kẹo nhộm lưỡi này. Mà. Wow. Wow. Bây giờ chị mới để ý. Wow. 3 màu luôn. Có 3 màu luôn này. Màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển. Wow. Mình mua một hộp này thôi nhá chị. Mình mua vị màu xanh nước biển. Mình mua 3 hộp. Ôi, cái giỏ đựng kẹo này xinh quá à. Wow. Mì ngô này. Đây hộp đựng kẹo này. Wow. Ôi, có cả mấy cái giỏ nhện này, giỏ con rơi này và giỏ bí ngô. Mùi xinh quá. Cái này bọn mình có thể đi xin kẹo được nhỉ? Tất nhiên rồi, xin hề này. Ở bên này có chóc phùng này. Thôi rồi, anh cho chị con đấy. Wow, có bộ phù thủy đúng không? Mua 50 còn thuê 5 đồng nhá. Wow, gì đấy? Đây là cái treo ở cửa. Đúng rồi. Nào cũng phải có mà. Còn cái này cái gì à? Cái tay để phát sáng. Em mua cái này đi. Em mua nhỉ? Có đây là trang phục. Ui. Hay bọn mình mua bộ này đi, bộ bí ngô này xinh quá, để khi nào Halloween bọn mình mang bộ này đi chơi. Chú Hê ơi, bộ này là bao nhiêu vậy? Bộ này 50, tính ở bộ này mua 50 xu á? Sao chú Hê bán đắt thế? Có mua thì thuê 5 xu thôi, rất là rẻ luôn. Thuê một lần trả tính là khắp. Được rồi. Yeah. Thôi đi, rất là rẻ luôn. Phù thủy chị mặc vừa không để chị thuê luôn. Bộ này á, chắc chắn là vừa cậu, vì tớ biết mà. Thúy Giang ơi, em thấy giọng chú Hề nghe quen không? Có ạ, em cũng nghe thấy quen đó. Chú Hề ơi, chú Hề là ai đấy? Bỏ mặt nạ ra đi chú Hề. Đoán xem. Ta da. Tớ này. Tất nhiên là tớ rồi. Tại sao cậu lại bán? Tớ bán thì tớ kiếm tiền. Thế à? Thế mà cậu không bảo cho bọn tớ một câu? Tớ bảo tớ bị giảm giá à? Nhưng mà cậu mà bảo thì tớ sẽ mở hàng cho cậu thì tốt hơn à? Tớ bây giờ cậu mở hàng cho tớ đi, mua hết sạch đi. Thế cậu lấy gì mà bán nữa? Tớ thì sợ cậu không có tiền mua thôi. 5 xu một người, vậy là 2 người là 10 xu rồi. Nhưng mà cậu phải để tớ thử đã, nếu không vừa thì tớ còn đổi khác được. Thôi tớ cứ cởi ra ngoài rách của tớ á. Chị thử mặc bộ này đi, bộ này rộng hơn. Đúng rồi, bộ này rộng hơn mà. Em thử mặc bộ này đi. Bí ngô. Có bảo mũ này. Hay bí ngô anh vừa luôn kìa. Tớ mượn cái mũ. Đây của cậu này. Có anh đây rồi giặt lưng cho. Tớ nhờ thì ra cũng được. Tớ mượn con này nha. Chị ơi, chị làm công mới vào rồi. Con này rất là đẹp mà. Rồi. Đẹp quá. Chị đang là phù thủy bí ngô ấy, xuống chị. Đấy, quần áo cậu mặc vừa, cậu thuê đi. 5 xu một ngày à? 5 xu một giờ. Thế á? Nó mới lãi chứ. Cậu mua thế cũng được. Mua đang lên, sắp đến ngày Halloween rồi. Mát quá. Mua cái này đi chị. Đây của em chị thôi. Nhưng mà chị là bí ngô là sao còn gọi? Chị là bí ngô. Em sẽ biến mất ra là bí ngô. Không. Rồi. Đại là không. Chị là
một kẹo đi này. Chị cũng có thích thật. Rồi mua kẹo, mua kẹo đi, kẹo rất là ngon luôn, rất hấp dẫn luôn. Mua một cái này. À tớ mua rồi cái con bí ngô chứ. Thôi xin kẹo. Em thích cái thứ này. Thì đang cho kẹo húp ba vào đây đi. À. À, vậy à. Xinh quá. Em mình mua một cái này đi chị. Ừ. Đây cho vào đây luôn. Mua cái kẹo, hai cái kẹo đi để chị còn ăn nữa. Rồi em mua một vị cam và một vị gì đây? Táo. À. Đây. Bọn tớ chọn xong rồi, cậu tính tiền cho bọn tớ. Ừ, để xem nào. Kẹo húp ba này 10 xu. Còn tất cả mấy kẹo này là 2 xu, thế tổng là 18 xu. Cô chọn thêm một cái kẹo nữa đi, còn tròn 20 xu cho nó đẹp. Ơ, kẹo gì này chị Hồng Anh? Kẹo đấy 10 xu đấy. Nhưng mà kẹo này kẹo gì à? Tên này em. Kẹo bông tròn à? Ừ, đúng rồi, bông tròn. Bông tròn hơi đi. Đây, em lấy thêm cái gói này. Ừ, kẹo bông tròn này á, 5 xu. Tổng chỗ này là 23 xu. Thôi, cậu giảm cho tớ bớt 3 xu đi cho tròn. Đấy là cả hai bộ này nữa tính vào là 30 thì còn gì. Ừ, được. Yeah. Được. 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 À, tớ quên mất. Cái túi bí ngô kia là 5 xu mà. Ô, tớ xin lỗi nhá, tớ không để ý. Vậy của tớ là 35 xu đúng không? Ừ, tất nhiên rồi. Chị Giang ơi, đếm nhanh lên. 45, 5 xu nhá. Sao hôm nay bọn mình mang gì đấy? 16, 17, 18, 19. Chưa đủ đâu nha. Vâng. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Thôi đủ rồi đấy. Ừ. Cứ cậu thuê xong nhớ về đây trả quần áo tớ nhá. Ừ. Các cậu vào thêm giờ là tớ tính thêm tiền đấy. Vâng. Ừ. Thôi bọn tớ đi đây. Ừ. Bye bye. Bye bye. Ôi hôm nay mình bán được nhiều thế nhỉ? Chứ bọn có tên nhiều người đến. Ai mua Halloween không? Ui. Ai mua Halloween đi. Ai mua Halloween đi.